Ta phải chịu tuổi già, ta không tránh được tuổi già. Ta phải chịu bệnh tật, ta không tránh được bệnh tật. Ta phải chịu cái chết, ta không tránh được cái chết. Ta phải xa lìa mọi thứ yêu quý và dễ chịu. Điều này nên được cả người nam lẫn người nữ, người tài gia lẫn xuất gia suy gẫm. Tuổi già, bệnh tật và cái chết đợi sẵn chúng ta. Bạn càng trẻ và khỏe mạnh, suy gẫm này càng quan trọng. Bởi lẽ, hầu hết mọi người thấy khó mà hình dung về những thực tế này. Sự thật là, đến tuổi 50, bạn bắt đầu suy sụp. Sang tuổi 60, bạn thật sự đang xuống dốc. Đến tuổi 70, bạn đang ngồi trong phòng chờ, trên đường ra đi. Bạn như một con bò đang bị dẫn tới lò mổ. Tôi đã ngoài 60 tuổi. Dẫu vậy, tôi có cảm giác chỉ như mới hôm qua, khi tôi 20 tuổi, vui vẻ, chẳng lo gì về sức khỏe của mình. Đời người quả thực trôi qua rất nhanh. Chẳng bao lâu, tôi sẽ thức dậy và thấy mình 70. Suy ngẫm như vậy cho chúng ta cái nhìn toàn cảnh. Nếu chỉ nghĩ tới ở đây và lúc này, chúng ta quên mất bức tranh toàn cảnh và hành xử như những kẻ say rượu. Hồi trẻ tôi có một giấc mơ lặp đi lặp lại rất sống động. Trong giấc mơ ấy, tôi thấy mình đang sống trong một căn nhà tồi tàn. Và một sáng thức dậy, tôi nhận ra điều gì đã xảy ra. Trong nhiều năm trời, tôi đã lãng phí thời gian. Và giờ đây tôi già mất rồi. Với nhận thức ấy, một cảm giác mãnh liệt về Nibbida nảy sinh. Một cảm giác chán ghét những gì mình đang làm. Giống như câu chuyện trong kinh về một người mù mua được miếng vải cũ rách bẩn thỉu từ một kẻ lừa gạt. Kẻ ấy nói rằng đó là miếng vải trắng sạch sẽ. Chỉ khi nhìn được trở lại, người ấy mới nhận ra sai lầm của mình. Một trong những câu chuyện ưa thích của tôi trong các bản văn Pali không thuộc kinh tạng là câu chuyện trong biên niên sử Mahavamsa về người em của vua A Dục. Giống như hầu hết những người ham thích dục lạc, người em của đức vua thèm khát quyền lực, bởi quyền lực cho phép theo đuổi ham muốn dù đó là gì. Người em luôn hy vọng có ngày sẽ lật đổ người anh và trở thành vua. Nhưng đức vua vốn là một Phật tử thuần thành, thấy em mình không hiểu cũng không quan tâm tới Phật pháp, nên quyết định dạy em một bài học. Có một ngày khi đang tắm, ngài đã để tất cả y phục hoàng đế của mình bên ngoài nhà tắm. Ngài sắp xếp để một cận thần đưa người em đi ngang qua chỗ để y phục. Khi họ đi ngang nhà tắm, người cận thần nói với người em của A Dục: "Nhìn xem, đó là y phục của nhà vua. Hẳn ngài đang tắm. Sẽ có một ngày ông trở thành vua, sao ông không mặc thử xem?" Em của vua A Dục đáp: "Ta không thể, thế là phạm luật và sẽ chịu tội tử hình." Người cẩn thận thôi thúc: "Không, không sao đâu, ông có thể thử, sẽ không ai biết." Người em làm theo, và ngay lập tức A Dục ra khỏi nhà tắm và nói: "Người đang làm gì vậy? Đó là tội tử hình. Dù ngươi có là em ta, ta cũng phải áp dụng luật pháp một cách công bằng. Ta xin lỗi em trai, nhưng ngươi sẽ bị xử tử." A Dục tiếp: "Nhưng vì ngươi quá muốn làm vua như vậy, và vì là em trai ta, ngươi có thể làm vua trong 7 ngày. Ngươi được hưởng thụ mọi vui thú hay bất cứ điều gì ngươi muốn, nhưng ngươi không thể thay đổi bản án. Và trong 7 ngày, ta sẽ xử tử ngươi." Đến khi hết 7 ngày, nhà vua đưa người em đến đao phủ chờ sẵn. A Dục hỏi người em: "Ngươi có vui không trong 7 ngày vừa qua?" Người em đáp: "Tôi vui sao được khi biết trong vài ngày nữa mình sẽ chết. Thậm chí tôi chẳng ngủ được, nói gì tới vui." Trước khi thả tự do cho người em, vua A Dục giảng giải bài học ấy. Dù là 7 ngày, 7 tháng, 7 năm hay 27 năm, sao ngươi có thể thiếu suy nghĩ chìm đắm trong dục lạc
khi biết cái chết đang chờ đợi mình. Đây là một bài học có tác động lớn với tất cả chúng ta. Như kinh nói, bạn giống như một con bò đang bị đưa tới lò mổ, đi từ cái chết của chính mình mà không cách gì thay đổi. Những suy nghĩ như vậy sẽ làm bạn thức tỉnh. Suy ngẫm về tuổi già, bệnh tật và cái chết. Một trong những cách khiến bạn mở mắt trước Phật Pháp là nhớ về bức tranh toàn cảnh, hiểu được cuộc đời thật sự là gì. Nếu thực hiện điều ấy một cách thích đáng, nó sẽ đưa tới cảm giác chán ghét. Bạo lực có thể gây đau khổ cho bất cứ ai. Bạn có thể tự nhiên ở vào chỗ không phù hợp, tại một thời điểm không phù hợp. Đã có nhiều hoàn cảnh, cái chết với tôi là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Nó là lời nhắc nhở quan trọng về những điều không chắc chắn của cuộc sống. Ngay cả nếu những vấn đề về bạo lực và hiểm nguy không tồn tại nơi bạn sống, hãy nhớ, bản chất của cơ thể là bệnh tật có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có thể ngay lúc này bạn bị ung thư mà chưa phát hiện ra. Bạn đã sẵn sàng cho kiểu tin tức như vậy chưa? Nếu lúc này bạn chưa bị bệnh, sớm hay muộn rồi cũng bị. Nếu bạn sống lâu đến lúc đó, đây là những thực tế bạn nên suy ngẫm. Sự suy ngẫm cho bạn thấy được cả những hạn chế lẫn cơ hội của cuộc sống, thấy được bức tranh toàn cảnh. Khi hiểu được các hạn chế của mình, cụ thể là tuổi già, bệnh tật và cái chết, điều gì cần làm sẽ trở nên rõ ràng. Để thấy các hạn chế của mình, hãy nhìn vào bản chất của cơ thể. Nó rất mong manh, với một chuỗi bất tận những vấn đề không thể tránh. Vậy thay vì đồng nhất mình với cơ thể, chìm đắm vào nó, quan tâm thái quá đến nó, bạn không sa vào mớ hỗn độn này một lần nữa. Đó chính là cơ hội. Mê lầm có khuynh hướng làm chúng ta quên mất việc tận dụng cơ hội để được giải thoát. Hầu hết mọi người bị mắc kẹt trong ảo tưởng, đầu độc sức khỏe của mình. Nếu bạn khỏe mạnh, bạn nghĩ đó là điều bình thường. Nếu bạn trẻ, bạn nghĩ tuổi trẻ ấy kéo dài mãi. Trừ khi chủ ý suy ngẫm về bản chất thật sự của cơ thể, bạn dễ quên rằng các hành động của mình đều mang lại hậu quả. Nên rốt cục, bạn làm đủ thứ ngu ngốc. Trong cuộc sống, vui thú đến trước, và nếu không cẩn thận, bạn sẽ trả giá đắt về sau. Không những thế, mọi thứ đẹp đẽ, dù là một bông hoa, một cơ thể hay một quang cảnh, đều héo tàn, cuối cùng trở nên xấu xí, băng hoại. Lúc này, bạn đã có thể thấy mọi thứ trong quá trình hư hại, sụp đổ và biến mất. Một khi hiểu rằng có dục lạc lúc đầu, nhưng phải trả giá cho nó về sau, bạn đạt được Nibbida, chán ghét, đối với toàn bộ trải nghiệm giác quan. Đối với cơ thể, đối với các mối quan hệ, đối với sự đến và đi, đối với vạn vật. Kể cả trái đất, rồi cũng có ngày bị mặt trời nuốt chửng, rồi sẽ chẳng còn lại gì. Không di tích nào về loài người, không gì cả. Mọi thứ sẽ biến mất, kể cả Phật Pháp. Đó chẳng qua là tiến trình tự nhiên. Nỗi khổ và cái chết của người thân là một lời nhắc nhở hiệu lực khác về bản chất cuộc sống. Lần cuối tôi gặp mẹ mình là khi bà đã bị bệnh Alzheimer, chứng mất trí nhớ không hồi phục. Bà đã bị đưa đi khỏi tôi. Tôi thấy cơ thể bà, nhưng tâm trí bà không còn ở đó. Hồi còn niên thiếu, tôi chứng kiến cha tôi qua đời. Tôi bị đánh thức lúc nửa đêm. Mẹ tôi nói rằng không thể làm ông thức dậy được. Tôi lay ông, nhưng đó là cái thân xác đã chết. Đây là cha tôi, người tôi yêu thương. Ngay cả lúc ấy, tôi vẫn biết cái chết chẳng qua là vậy. Và tôi đã thấy cái chết sát bên mình như thế. Có lẽ do hiểu biết về cái chết, nên tôi không quá dính mắc đến cơ thể. Và hành trì thiền của tôi suôn sẻ. Khi sự thực về cái chết trở nên rõ ràng, bạn có tầm nhìn mới, thực tế hơn về cuộc sống. Đa số mọi người không suy nghĩ như vậy. Họ có khuynh hướng
cho cái chết là điều xa xôi. Họ sẽ xử lý nó khi nó tới. Chính những người ấy là không thể chấp nhận nó khi nó tới. Tuổi già là lúc hầu hết mọi người nhìn lại, nghĩ xem mình đã sống cuộc đời như thế nào. Với tôi, việc nhìn lại không hề khiến tôi khó chịu, bởi tôi đã sống một cuộc sống thanh tịnh, rèn luyện tâm, có được sự an bình, hạnh phúc từ việc phụng sự người khác. Tôi tin chắc rằng mình là người được chuẩn bị tốt cho tuổi già. Tôi nhìn lại và nghĩ, đúng vậy, mình đã sử dụng thời gian một cách sáng suốt. Giả dụ nếu đã sống cuộc sống đầy ham muốn, hẳn tôi đã không có cảm giác yên ổn và tĩnh tâm vì đã làm điều gì đó đáng giá. Rồi giống như trong giấc mơ lặp đi lặp lại ngày nào, sẽ có ngày tôi thức dậy và nghĩ, mình đã làm gì thế này? Sao mình đã phí thời gian lâu như vậy? Quán chiếu về tuổi già, bệnh tật và cái chết cho chúng ta một tầm nhìn khác về cuộc sống. Bởi thế, ta nên thực hiện điều ấy một cách sâu sắc hơn, thường xuyên hơn. Khi bạn đang thiền hành, hãy thử sử dụng những lời tụng niệm như mình sẽ chết, đó là điều chắc chắn. Mình sẽ chết, đó là điều chắc chắn. Ngay cả nếu bạn là một thiền giả nhiều kinh nghiệm, đừng đánh giá thấp tác động của sự quán chiếu về cái chết. Nếu chưa phải người nhập lưu, sự suy ngẫm và quán chiếu như vậy có khả năng chuyển hóa cách bạn nhìn nhận cuộc đời. Thay vì dính mắc đến các trải nghiệm giác quan, bạn có được niết bàn đối với nó. Thay vì cảm thấy dính mắc và thèm khát, bạn tự nhiên chối bỏ nó. Học cách chết. Câu chuyện cuối cùng trong cuốn sách tôi đọc là về một con dung quá dính mắc đến đống phân nơi nó sống, đến nỗi không sẵn lòng từ bỏ, kể cả khi nó được hứa hẹn một nơi trên thiên đường. Nhiều người thích ở yên trong đống phân của họ. Bạn lôi họ ra ngoài một chút và rồi họ quyết định bỏ vào. Sự buông bỏ có vẻ đẹp và sự an bình lớn. Nhưng do hầu hết mọi người chưa hiểu về khổ, họ không nhận ra điều này. Hạnh phúc đích thực được tìm thấy trong sự buông bỏ, ít của cải, không có nhiều mối quan hệ, không bị gánh nặng, không bị trói buộc. Đa số mọi người nghĩ vậy là khổ. Nhưng bậc giác ngộ lại nói, sự sa đà và dục lạc của thế gian mới thực là khổ. Nhiều người ngụp lặng trong dục lạc và cho đó là hạnh phúc. Tôi đã như vậy, đã làm vậy, và tôi biết thế là khổ. Nhưng mọi người cho rằng họ cần tự mình trải nghiệm, vậy là họ đưa tay vào lửa và tất nhiên bị lửa đốt cháy. Rồi họ nhận ra Đức Phật đã đúng, nhưng đã quá muộn. Lúc này họ đã bị ràng buộc quá chặt vào thế gian. Vậy hãy sáng suốt và đưa cuộc sống của bạn đi đúng đường. Đừng cứ làm theo những gì người khác làm. Hãy tự mình tìm hiểu con đường đích thực tới tự do và hạnh phúc, rồi đi theo nó. Quyết định mà bạn đưa ra sẽ tác động đến bạn không chỉ hôm nay, mà 10, 20 hay 30 năm nữa. Hãy tự hỏi, mình có chuẩn bị cho tuổi già, bệnh tật và cái chết chưa? Sự chuẩn bị này không liên quan tới những nguồn lực vật chất, mà tất cả là về các nguồn lực tâm linh. Bạn có khả năng nhận ra rằng bị bệnh và già yếu chẳng qua là điều tự nhiên của cơ thể không? Bạn cần học cách chết. Chết đi với thế gian, chết đi với của cải, chết đi với mọi ham muốn về hạnh phúc vật chất. Nghĩa là bạn cần học cách buông bỏ mọi thứ. Nếu bạn có khả năng học cách chết, vậy là bạn đang đi đúng đường. Trong kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật hỏi các đệ tử năm uẩn, tức sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là thường hay vô thường. Các đệ tử đáp chúng vô thường. Đức Phật lại hỏi một thứ vô thường là vui hay khổ, họ đáp là khổ. Ngài hỏi liệu có thích hợp không, khi coi khổ ấy là của tôi hay cái tôi. Các đệ tử đáp không. Nếu hiểu rằng các uẩn là khổ, bạn nhận ra năm uẩn của một người
đã là quá nhiều. Ngay lúc đó, bạn có động cơ lớn lao để tu tập. Một khi hiểu tuổi già, bệnh tật và cái chết, bạn hiểu rằng mình có một vấn đề ấy cần được giải quyết. Rắc rối ở chỗ, hầu hết mọi người không hành động cho đến khi vấn đề xuất hiện ngay trước mặt họ. Chỉ khi đã già, họ mới cố gắng làm gì đó để xử lý tuổi già. Chỉ khi thực sự bị bệnh, họ mới quan tâm đến bệnh tật. Chỉ khi sắp chết, họ mới nghĩ tới cái chết. Họ chẳng khác gì những đứa trẻ. Đáng lẽ phải học tập nhiều tháng trước, thì là học tất cả mọi thứ vào đêm trước khi thi. Về tuổi già, bệnh tật và cái chết cũng vậy. Hãy làm bài tập ngay lúc này, khi bạn vẫn còn trẻ, khỏe, đầy sức sống. Suy ngẫm về dục lạc. Bạn có thể chuẩn bị cho các kỳ thi ấy bằng cách chối bỏ sự quan tâm đến cơ thể, cả cơ thể của mình lẫn người khác. Nhìn vào một cơ thể thật sự hấp dẫn, bạn chỉ thấy một chúng sinh khác trong luân hồi. Một người cũng phải chịu tuổi già, bệnh tật, cái chết, không phải một đối tượng để ham muốn. Khi có thể nhìn như vậy, có nghĩa là bạn được giải thoát khỏi ham muốn. Một số ham muốn của chúng ta khiến ta bồn chồn đến độ không thể dừng suy nghĩ, tưởng tượng và tiêu tốn quá nhiều thời gian. Dẫu vậy, nhiều người thích cảm giác ấy. Giống như ẩn dụ về người hủi dùng lửa đốt những vết thương ngứa ngáy của mình vì nó làm anh ta cảm thấy đỡ hơn một chút. Thật ra anh ta đang thiêu đốt chính mình, nhưng do cảm giác ngứa ngáy của anh ta lại cảm thấy thế là hạnh phúc. Với các dục lạc cũng vậy. Khi hiểu bản chất thực của chúng, ta sẽ buông bỏ. Ajahn Sumedho có lần kể câu chuyện về một cặp vợ chồng sống gần tu viện Chistu ở Anh. Họ đáng lẽ có một hôn nhân hoàn hảo, yêu nhau khi còn trẻ và hầu như không tranh cãi. Rồi người vợ bị chứng viêm khớp nặng, lúc nào cũng đau đớn. Nhưng khi bà muốn buông xuôi và ra đi, người chồng lại không để bà làm vậy. Nói rằng, ông không thể chịu được nếu sống thiếu bà. Vậy là một người phải chịu khổ vì người kia không chịu để mình ra đi. Hạnh phúc trước đó của mối quan hệ ấy giống như một món nợ phải được trả. Thực vậy, Đức Phật nói, việc có ham muốn dục lạc giống như một khoản vay. Bất kỳ thú vui nào bạn có được từ trải nghiệm giác quan, bạn phải trả lại bằng sự thất vọng, dở mộng và khổ. Có thể thấy điều ấy khi người ta yêu. Nếu bị ruồng bỏ, họ tan nát trái tim, tuyệt vọng, thậm chí muốn tự tử. Có thể bạn có được chút vui vẻ khi yêu, nhưng sẽ phải trả giá vậy sao? Nếu tiếp tục suy ngẫm, mình chắc chắn rời xa, bị chia lìa khỏi mọi thứ yêu thương và dễ chịu. Dần dần, bạn mất đi sự quan tâm đến dục lạc. Khi đã tìm hiểu chúng thấu đáo, bạn nhận ra chẳng có ý nghĩa gì khi theo đuổi những thứ này. Khi đó, bạn có thể toàn tâm với việc giải thoát khỏi ham muốn. Đảm bảo trong tương lai, mình sẽ không có thêm ham muốn nào khác. Bạn hiểu rằng sự dính mắc đến cơ thể là một trong những điều cốt yếu nhất phải thấu hiểu và buông xả. Quán thân. Để vượt qua dính mắc đến cơ thể, chúng ta thực hiện các bài tập như quán chiếu các bộ phận cơ thể. Bạn thậm chí có thể đi xem hỏa táng hay mộ tử thi. Quá trình hỏa táng hay mộ tử thi diễn ra, bạn có thể thấy được bản chất của cơ thể và bạn biết cơ thể của mình cũng vậy. Thông điệp rất rõ, dính mắc đến cơ thể không đem lại sự sáng suốt nào. Khi thấy những thứ như thế, bạn nhận ra bản chất của cơ thể là già đi, mắc bệnh và chết. Một khi hiểu biết ấy thấm sâu, bạn đã có nội quán về một trong những khổ ải lớn nhất trong sự tồn tại của con người. Thực vậy, chính sự suy ngẫm về tuổi già, bệnh tật và cái chết đã khiến Đức Phật lên đường tìm sự giải thoát khỏi những điều này. Ngài nhận ra tuổi già, bệnh tật và cái chết về cơ bản là những hình thức của thế gian vô thường. Bởi vậy, nó cho Ngài động lực đi tìm giải thoát.
quán chiếu về cơ thể như vậy cho bạn cảm giác chán ghét nó, khiến cho sự dính mắc vào nó, tức lo lắng, để tâm, mê đắm với nó biến mất. Khi sự mê đắm cơ thể của chính mình biến mất, sự mê đắm cơ thể người khác cũng biến mất theo. Bạn nhìn một cơ thể hấp dẫn và tất cả những gì bạn thấy là một cơ thể với lục phủ ngũ tạng giống như mình. Tự nhiên các giác quan của bạn được kềm chế, ham muốn dục lạc không nổi lên. Bạn có thể thực hành quán thân bất tịch. Cách suy ngẫm ấy cũng có thể được sử dụng để đối trị sân hận. Ít có khả năng bạn giận dữ hay bực bội với người bị bệnh nặng, bởi bạn có sự cảm thông tự nhiên với một người đang trong đau đớn, khổ ải và sắp chết. Bạn có thể mở rộng những cảm giác ấy tới bất kỳ ai, vì chúng ta đều đang đi tới cái chết. Dù người khác nói hay làm gì với bạn, hãy nhớ rằng họ cũng đang đi tới cái chết. Khi bạn nhìn vào người khác như vậy, chướng ngại do sân hận sẽ không khởi lên. Do tham dục và sân hận không khởi lên, và do không quan tâm đến cơ thể, nên bạn có thể thanh thản đi vào cảnh giới nội tâm. Giải thoát khỏi cơ thể. Như vậy, lý do bạn thực hiện bài tập quán thân là để hiểu bản chất thực của nó, để có sự chán ghét đối với nó, để bạn có khả năng từ bỏ nó. Bạn nghĩ đi rồi khi bàn tay biến mất, đến lúc rồi khi chân biến mất, thật thoải mái khi lưng biến mất, vui thai khi hơi thở tan dần. Toàn bộ cơ thể cứ thế tan biến, cuối cùng bạn giải thoát khỏi nó. Và do đã xả bỏ cơ thể, bạn được thấy trước về cái chết đúng đắn. Đây là một trong những bài học lớn nhất chúng ta có được từ thiền sâu. Nếu không thể buông bỏ cơ thể từ khi còn khỏe mạnh, sao bạn lại nghĩ mình sẽ làm được vậy khi đã mắc bệnh và đau đớn? Ngay cả bây giờ, khi đã có những nhức nhối trong cơ thể, hành thiền có dễ không? Quán sát hơi thở có dễ không? Bạn nghĩ sẽ ra sao khi bản thân đã mắc bệnh, đau đớn, khi đã yếu và không còn bao nhiêu năng lượng? Lúc ấy khó hơn rất nhiều. Vậy khi còn có sức khỏe, khi cơ thể còn chấp nhận được, hay bất kể trạng thái nào của cơ thể hiện giờ, vì nó sẽ chỉ tệ hơn mà thôi. Hãy dành thời gian học cách buông bỏ. Hãy rèn luyện ngồi xuống, bắt chéo chân, nhắm mắt, thực hành yên lặng và nhận biết khoảnh khắc hiện tại. Hãy nhớ rằng hầu hết các ý nghĩ của bạn là về cơ thể và các trải nghiệm do vui thú giác quan mang lại. Hãy dừng tất cả, hiện hữu với hơi thở, để nó trở thành hơi thở tốt đẹp và để cơ thể biến mất. Khi đang hoàn toàn tập trung vào hơi thở, bạn không thể cảm thấy đầu hay chân mình. Bạn không biết cơ thể ở đâu, cũng chẳng mảy may bận tâm, nó đã biến mất. Tất cả những gì bạn có là hơi thở. Hơi thở trở thành hơi thở tốt đẹp. Rồi một tấm ảnh nổi lên. Lúc ấy, cơ thể, kể cả hơi thở, đã hoàn toàn tan biến. Giải thoát khỏi cơ thể, đây là điều xảy ra lúc bạn chết. Tấm ảnh cũng chính là ánh sáng mà mọi người thấy khi họ rời bỏ cơ thể lúc lâm chung, hay khi có trải nghiệm cận tử. Giai đoạn tâm ảnh mang lại phúc lạc tuyệt diệu hơn mọi lạc thú thế gian, và không phải khó đạt được đến thế nếu bạn buông bỏ cơ thể. Nó chỉ khó khi bạn vẫn dính mắc tới cơ thể. Nếu thấy sự dính mắc vẫn còn đó, hãy nhắc nhở mình rằng bạn thật ra đang dính tới khổ, đang bám lấy mớ than cháy. Hãy buông bỏ cơ thể, bỏ rơi nó và ra khỏi ngọn lửa. Nếu bạn chưa từng trải nghiệm những điều này, có thể nó nghe như chuyện diễn tưởng. Nhưng khi tu tập của bạn tiến bộ, dần dần bạn bắt đầu nhận ra đây không phải tưởng tượng, những trạng thái này có tồn tại và điều tôi nói là đúng. Tất cả những gì bạn cần là đưa tu tập đi xa hơn, buông bỏ cơ thể nhiều hơn. Hành trình như vậy, bạn bắt đầu trải nghiệm phúc lạc.
bạn hiểu rằng cơ thể không chỉ là khổ do tuổi già, bệnh tật và cái chết, mà ngay ở trạng thái bình thường, nó cũng đã là khổ. Đây là một trong những thực chứng có tác động mạnh mẽ mà bạn có được do thiền sâu. Một tấm ảnh là đủ để cho bạn thực chứng này. Nhưng nếu bạn tới được các trạng thái thiền, nó rõ ràng không thể nhầm lẫn. Do đã quá quen với sự đau khổ không lúc nào ngừng, thường chúng ta không nhận ra nỗi khổ của cơ thể. Đạo sư của tôi đưa ra một ẩn dụ. Đó là một người sinh ra đã bị dây quấn quanh cổ và hai con quỷ cầm hai đầu dây siết lại. Dù ông chưa bao giờ nói hai con quỷ ấy là gì, nhưng tôi cho rằng chúng là ham muốn và sân hận, dính mắc đến cơ thể. Hai con quỷ liên tục siết chặt sợi dây, nhưng do bạn chưa từng có khả năng hít thở bình thường, nên bạn không nhận ra điều đang diễn ra. Bạn nghĩ đây là điều bình thường, đây là cuộc sống. Rồi một ngày, bạn có một thời hành thiền tạm ổn, tới được giai đoạn hơi thở tốt đẹp và sợi dây nới lỏng. Bạn có thể hít thở và nghĩ, thật an bình, thật dễ chịu. Rồi bạn tới được giai đoạn tâm ảnh, sợi dây gần như nới ra hoàn toàn. Thật đáng kinh ngạc. Bạn đang thực chứng một chân lý lớn của Phật giáo. Điều Đức Phật cũng đã thực chứng. Lý do bạn hạnh phúc là bởi khổ đã tan biến. Hai con quỷ đã buông sợi dây và bạn có thể hít thở trở lại. Thật tuyệt vời khi tự mình trải nghiệm điều này. Nó cho bạn cái nhìn trực tiếp vào những gì chúng ta đang tìm cách đạt được. Do tính chất gây đau khổ của cơ thể, chúng ta tu tập để xa lìa nó, siêu việt nó bằng cách đi vào cảnh giới nội tâm. Khi bạn thực hiện điều này một cách trọn vẹn và không thể thay đổi, bạn trở thành một bất hoại, sẽ không bao giờ sinh trở lại vào cảnh giới của thân xác thể chất nữa. Còn nếu không chỉnh đốn lại tu tập, ai mà biết tái sinh sắp tới của bạn sẽ ở đâu? Cánh cửa tới bất diệt đã mở. Bạn cũng có thể trải nghiệm phúc lạc của giải thoát. Khi ấy, bạn sẽ hiểu lời dạy của Đức Phật và có thể tiếp tục hành trình một cách độc lập. Bạn sẽ không cần đến người khác, không quan tâm điều họ nói hay làm. Bạn sẽ chỉ tu tập một mình, hạnh phúc và trở nên giải thoát. Chẳng lẽ bạn không muốn vậy? Nó đang được trao cho bạn và bạn có thể làm được. Nếu chưa làm được, đó chỉ là vấn đề thời gian. Cánh cửa tới bất diệt đã mở, tùy thuộc bạn có đi qua cánh cửa ấy hay không. Và rồi bạn sẽ không già đi, không mắc bệnh hay chết nữa. Hãy biến lần này thành lần cuối cùng. Leo lên kim tự tháp của thiền định. Thay vì đưa ra các câu hỏi, sẽ tốt hơn nếu chúng ta tự tìm câu trả lời cho mình. Thay vì dựa vào người khác, chúng ta nên tự mình tìm ra chân lý, chịu trách nhiệm về đức độ, an bình và trí huệ của chính mình. Hãy đơn giản. Ngày nay, chúng ta thường bị quá tải thông tin. Nhiều người có số lượng khổng lồ các bài giảng Phật Pháp. Ở tu viện, chúng tôi có tất cả những kinh sách bằng tiếng Bali, tiếng Hán, tiếng Thái, tiếng Anh. Kinh sách cũng luôn có sẵn trong máy tính. Có quá nhiều pháp đến nỗi, đôi lúc bạn tự hỏi thực sự bao nhiêu là cần. Thời Đức Phật, có lẽ mọi người chỉ nghe một bài kinh, và với một số người, thế là đủ để thấy chân lý, đạt được hạnh phúc và sự cân bằng trong cuộc sống. Nhưng ngày nay, chúng ta ngấu nghiến thông tin. Cũng giống như cơ thể bị thừa cân, bị béo phì vì ăn quá nhiều, trí não cũng thừa cân và béo phì vì tiêu hóa quá nhiều thông tin. Nếu không biết cách xử lý tất cả các thông tin ấy, nó có thể chỉ khiến chúng ta rối tung. Chúng ta cần nhớ rằng, cốt lõi lời dạy của Đức Phật rất rõ ràng và đơn giản. Không làm điều gì xấu, làm những điều tốt và thanh tĩnh tâm. Trích trong Kinh Pháp Cú, bài kệ 183. Điều này lại quy về chỉ một thứ, con đường nhân từ, tĩnh lặng, hòa hợp. Những lời dạy đơn giản thường lại chính là những lời dạy tốt đẹp nhất.
Vậy nên, là Phật tử, chúng ta toàn tâm thực hành nhân từ và giữ giới. Nhưng chúng ta không thể chỉ nghĩ về những điều này, mà phải thực sự tu tập. Chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể tới tĩnh lặng, tự do và hòa hợp. Điều chúng ta làm là quan trọng. Và dựa vào kết quả mà ta biết điều gì là đúng đắn nên làm. Vì lẽ đó, Đức Phật dạy tôn giả Ưu Bà Ly rằng, người ta biết một điều gì đó hợp với Pháp, hợp với chính đạo, nếu nó dẫn đến cảm giác giải thoát và an bình. Cảm giác giải thoát và an bình mà bạn dần có được khi tu tập là một trải nghiệm của tâm. Bởi lẽ, khổ ải về thân là không tránh được. Khi sự việc xảy ra, tâm chỉ quan sát, biết rằng đó là bản chất của luân hồi và luân hồi là khổ. Bạn thấy được khổ nhưng không phản ứng với nó, chỉ hiện diện với nó. Trong kinh văn, các A-la-hán hầu như không biến mất vào hậu cảnh của đời sống hành trì Phật Pháp. Sự phẳng lặng, yên tĩnh ấy là một phần của con đường tu tập trung đạo. Bất kể điều gì dẫn tới một trạng thái hạnh phúc, tĩnh lặng và an bình đều là con đường đúng đắn. Hạnh phúc của đức hạnh và giới luật. Bạn có thể dạy mọi người trau dồi đức hạnh và giữ giới, nhưng rốt cuộc bạn không biết người ta làm gì. Tất cả những gì bạn có thể làm là cho họ thấy Đức Phật đã làm gì, các bậc giác ngộ đã làm gì và kinh văn nói gì. Nếu muốn có cuộc sống hạnh phúc và an bình, bạn phải kiểm soát thân tâm. Nếu chìm đắm trong dục lạc, bạn sẽ phá hoại năng lực tâm linh của mình, bị lôi kéo vào những con đường vô minh. Những người chìm đắm trong các thú vui như vậy có thể hạnh phúc bên ngoài, nhưng nếu nhìn cho kỹ, bạn thấy điều gì đó khác. Có câu nói nổi tiếng của George Bernard Shaw, khi được hỏi tại sao những tín đồ có vẻ hạnh phúc hơn những người không phải tín đồ, ông đã trả lời rằng điều đó không khác với chuyện một người say có vẻ hạnh phúc hơn người không say. Trong phạm vi trải nghiệm giác quan cũng vậy. Theo đuổi thú vui thế gian cũng giống như say sưa với năm giác quan. Nó là một dạng mê lầm và sau này bạn phải trả giá. Bạn đang vay mượn hạnh phúc, sau đó bạn sẽ trải nghiệm sự tiêu cực, lo lắng, bất an. Trong những kinh như Kinh Sa Môn Quả, trích trong Trường Bộ Kinh, Đức Phật nói bất kỳ ai giữ giới sẽ có được Anavajasukha, niềm vui do không có lỗi. Bạn sẽ thấy khi tự mình tu tập và thấy được chân lý trong những lời dạy như vậy, cảm giác thật tuyệt vời. Khi giữ giới, kiềm chế bản thân, làm điều đúng đắn trong một thời gian dài, bạn thực sự cảm thấy hài lòng về mình. Bạn đã không làm những điều người khác không biết, rồi nghĩ rằng mình thông minh vì đã tận hưởng được niềm vui bí mật. Đằng nào những thứ như vậy cũng không bao giờ thật sự là bí mật, vì bạn biết và bạn quan tâm. Không nhất thiết bạn cảm thấy có tội hay trừng phạt bản thân, nhưng bạn lỡ mất niềm vui có được từ sự tự do bởi không có lỗi. Nếu nhìn kỹ cuộc sống của mình, bạn sẽ quan sát được những tác động mà hành động của bạn mang lại lên mức độ hạnh phúc, an bình và tự do của bản thân. Sự kiềm chế cũng cho bạn một cảm giác về năng lực. Đó luôn là cảm nhận tôi trải qua mỗi khi từ bỏ được điều gì đó và kiềm chế các ham muốn của mình. Đó cũng là cảm nhận của tôi khi bỏ được rượu hồi còn trẻ. Bạn cảm thấy năng lực không nhường bước trước các ô nhiễm. Bạn đã giải thoát khỏi chúng. Điều đó quả thực giống như được giải thoát khỏi nhà tù hay cảnh nô lệ. Càng chìm đắm trong các giác quan, bạn càng đưa mình vào gông cùm. Ngược lại, càng dừng được tham sân si, bạn càng đi theo con đường của các bậc giác ngộ và càng trải nghiệm nhiều hạnh phúc, an bình hơn. Hãy tự hỏi, Đức Phật đã tu tập thế nào? Các bậc giác ngộ đã thực hành thế nào? Nếu theo gương những thánh nhân như trong kinh văn, bạn không thể sai lầm. Bạn sẽ đạt tới tâm tĩnh lặng và hạnh phúc. Bởi lẽ, bạn đang buông bỏ, vượt qua các nguyên nhân của khổ trong cuộc sống. Vì thế,
Khi bạn bắt đầu trau dồi đức hạnh, mức độ phúc lạc sẽ tăng. Do có phúc lạc lớn hơn, sự tỉnh thức sẽ tăng lên, bạn sẽ cảm thấy an bình hơn, và việc hành thiền sẽ cải thiện. Mọi thứ sẽ phát huy tác dụng khi bạn bắt đầu trải nghiệm niềm vui. Niềm vui cũng cho bạn một cảm giác hài lòng. Hài lòng là kết quả của định tâm, vì tâm lúc này ít bị các ham muốn chi phối hơn. Hãy nhận ra niềm vui đến từ giải thoát khỏi ham muốn, thay vì bị nô lệ bởi ham muốn. Sống trong đời, nếu muốn giữ lại tự do đích thực, hãy cẩn thận với những điều mình làm. Hãy là chủ nhân của các ham muốn. Ban đầu, bạn nghĩ mình là người có các ham muốn và có thể kiểm soát được chúng. Nhưng nếu chìm đắm, bạn sẽ thấy các ham muốn nhanh chóng kiểm soát bạn. Thay vì được lựa chọn, giờ bạn cảm thấy buộc phải thỏa mãn chúng. Trong vở kịch Chờ đợi Godot, một nhân vật có con chó. Ở phần đầu vở kịch, anh ta dẫn con chó đi dạo. Trong phần 2, con chó là ông chủ, còn người chủ phải đi dạo bằng cả hai tay, hai chân với đai cổ và sợi dây buộc. Một trong các chủ đề của vở kịch là người chủ và nô lệ thường thế chỗ cho nhau, và mối quan hệ của chúng ta với sự thèm khát cũng tương tự. Ban đầu, chúng ta nghĩ mình kiểm soát các ham muốn, mình có thể dẫn dắt chúng theo ý mình và mục đích của mình. Nhưng trước khi kịp nhận ra, ham muốn đã kiểm soát chúng ta rồi. Để giải thoát, ta phải sử dụng sự kiềm chế bản thân. Ta phải nói không với các ham muốn. Khi nói không với nguy cơ bị chìm đắm trong trải nghiệm giác quan, chúng ta cảm nhận được sự tự do tuyệt vời, không còn bị những trải nghiệm ấy biến thành nô lệ nữa. Nếu bạn không thể ngủ vì đang trên một chuyến bay đêm, hãy biết rằng bạn không phải có giấc ngủ ấy, bạn có thể xử lý nó. Nếu có được bữa ăn hàng ngày thì tốt, nhưng nếu không có, nó cũng không khiến bạn phiền muộn đến vậy. Vậy nên, dù Đức Phật không khuyên nhịn ăn, đôi lúc nhịn ăn một ngày cũng tốt, chỉ để xem bạn có chỉ đạo được các ham muốn của mình hay không. Nhiều năm trước, tôi quyết định từ bỏ uống trà trong toàn bộ kỳ an cư 3 tháng mùa mưa. Ngay khi tuyên bố như vậy, một trong các tu sĩ sống cùng tôi thời gian ấy đã đến gặp, bày tỏ sự quan ngại, bởi ông biết đây là sự hy sinh lớn với một người Anh. Vài năm trước, một tu sĩ người Anh khác cũng làm điều tương tự, và ông thấy rất khó khăn. Tôi đáp rằng mình đã quyết sẽ có một thời kỳ tốt đẹp dù không có trà, và cuối cùng, thực tế, nó không tác động đến tôi nhiều lắm. Do đó, đôi lúc cũng nên nới lỏng sự dính mắc vào các ham muốn của mình. Càng có ít và cần ít, bạn càng tự do. Bạn biết rằng những thứ này không sở hữu bạn, mà bạn là sở hữu chúng. Nếu có sự kiềm chế bản thân, có thể nói không với các thèm khát và ham muốn, không những bạn có được sự tự do và an bình, mà cả cảm giác tự tin tuyệt vời. Điều này thật ra đã được Kinh Văn nói tới. Nếu đức hạnh, nếu giữ giới, bạn có thể đi bất kỳ đâu mà không sợ hãi. Trích trong Trường Bộ Kinh. Và do các ham muốn không chi phối bạn, bạn đủ linh hoạt và có khả năng thích ứng với các hoàn cảnh thay đổi. Vì lẽ đó, sự kiềm chế bản thân dẫn tới sự tự tin và một cảm giác giải thoát. Bạn đi tới tự do, an bình và hạnh phúc từ những hiểu biết về giới hạnh và thiện tâm. Nhưng đừng để giới hạnh đè nặng lên bạn. Nếu hiểu đúng về giới, bạn biết nó giải thoát bạn khỏi khổ, giống như đứa trẻ đưa tay vào lửa. Chúng ta trải qua đau đớn khi làm điều sai, nhưng cũng giống như đứa trẻ ấy học được từ trải nghiệm của mình và không đưa tay vào lửa nữa. Chúng ta quan sát thấu đáo để thấy các hậu quả mà hành động của mình mang lại. Nếu không, ta sẽ vẫn chịu sự điều khiển của thèm khát, sân hận, tội lỗi và những ô nhiễm khác, và chỉ tạo thêm đau khổ cho chính mình. Ngược lại, giới hạnh đích thực tạo ra an bình, tự do, hạnh phúc. Giới thiền cũng vậy, nếu bạn thực sự buông bỏ và định tâm, nó cũng dẫn tới những phẩm chất đẹp đẽ này. Kim tự tháp của định tâm và nội quán. Đức Phật dạy rằng,
Khi định được tiếp xúc bởi giới, nó tạo ra lợi ích lớn và thành quả lớn, trích trong Trường Bộ Kinh. Đức Phật thực ra đang nói rằng không có sự kiềm chế các ô nhiễm và chú tâm làm điều đúng đắn, định sẽ yếu. Khi mọi người nghĩ tới thiền, họ thường băn khoăn nên quán sát hơi thở thế nào, nên làm gì khi một tâm ảnh khởi lên, cũng như các khía cạnh kỹ thuật khác của quá trình hành thiền. Nhưng họ hiếm khi hỏi điều gì thúc đẩy định. Người ta có thể dễ quên rằng giới luật và sự kiềm chế là vô cùng quan trọng cho sự thành công của thiền định. Kinh Sự Bảo Vệ, trích trong Tương Ưng Bộ Kinh, nói rằng bạn không thể đạt nhất tâm, tức định, nếu không cho bỏ ham muốn dục lạc. Đó là một lời dạy quan trọng. Chúng ta biết năm giác quan là con đường dẫn tới khổ bởi bản chất chúng là thế, và không tránh khỏi việc chúng mang lại các khó khăn trở ngại. Thực tế, bạn không tránh khỏi khổ trong địa hạt của năm giác quan. Bởi vậy, chỉ có một giải pháp buông bỏ. Mục đích duy nhất của thiền, tức quá trình dẫn tới định, là tịnh hóa năm giác quan, làm tâm lắng dịu. Chỉ từ sự an bình và tĩnh lặng, chỉ từ sự buông bỏ, bạn mới có được tầm nhìn thực tế về cuộc sống. Có lần tôi du lịch tới Trung Mỹ, đi xuyên qua khu rừng của bán đảo Yucatan, rồi leo lên một kim tự tháp cổ của người Maya. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, tôi có thể thấy vượt trên những gì xung quanh mình, có được tầm nhìn rộng về nơi tôi đang đứng. Đây là ví dụ tuyệt vời về điều xảy ra trong thiền. Khi bạn đạt được một trạng thái định đúng đắn, tâm bạn trở nên sáng tỏ, đến nỗi lần đầu tiên bằng một tầm nhìn rõ ràng, bạn có thể nhìn xuống thế gian nơi bạn đã chìm đắm. Đây là một phương diện quan trọng của trí huệ. Khi bước ra khỏi cái tôi bình thường, bạn có thể nhìn nhận và đánh giá chính xác những gì mình đã làm suốt thời gian qua. Bạn có thể thấy, dù nghĩ rằng mình sáng suốt, thường thì bạn không phải thế. Dù bạn nghĩ mình đang làm đúng trong cuộc sống, đôi lúc thực ra bạn đang gây hại cho bản thân và người khác. Lúc đi bộ xuyên qua khu rừng, tôi không thể thấy mình đang đi đâu. Đó là một chuyến đi bộ vất vả. Nhưng khi đang ở trên đỉnh của kim tự tháp, tôi có thể thấy những lối đi tốt nhất ở đâu, những lộ trình ngắn nhất và dễ nhất. Tương tự, khi có trải nghiệm thiền thật sự, bạn hiểu thế gian là gì và bạn nhận ra con đường an bình nhất, con đường không có rắc rối để đi qua khu rừng cuộc sống. Một khi thấy rõ, bạn không còn kỳ vọng những thứ cuộc sống không bao giờ có thể cho bạn. Đó là định nghĩa của tôi về khổ. Trông mong ở cuộc sống những thứ nó không bao giờ có thể cho. Nếu muốn quá nhiều từ cuộc sống, bạn khổ. Bạn tạo ra khổ bằng những mong đợi của mình. Khi đã hiểu các giới hạn của cuộc sống và các giới hạn trong năng lực của mình, bạn biết rằng tất cả những gì mình có thể làm là cố gắng hết sức để trở nên hữu ích và không làm hại người khác. Nhưng ngay cả với ý định tốt đẹp nhất, đôi lúc bạn cũng không làm được. Đời là vậy, bạn chẳng thể làm gì để thay đổi nó. Sự nhạy cảm sáng suốt về thế giới xung quanh có được là do bạn nhìn nhận chúng như chúng thật sự là. Bạn hiểu được rằng bản chất của khu rừng cuộc sống là gây hại và khổ. Ngay lúc này, chúng ta đều bị tuổi già, bệnh tật và cái chết mai phục trong cơ thể. Đây là bản chất của cơ thể. Tất cả những gì ta có thể làm là chấp nhận nó, yên ổn với nó. Đức Phật dạy, tất cả chúng ta bị hai mũi tên khổ xuyên qua, mũi tên cơ thể và mũi tên tâm trí, trích trong Tương Ưng Bộ. Mũi tên cơ thể là khổ liên quan đến thân mà bạn chẳng làm được gì nhiều để thay đổi. Điều bạn có thể làm là nhổ mũi tên tâm trí. Mũi tên tâm trí là thái độ, tôi không muốn điều này, nó không nên như vậy, sao lại như thế này? Khi đứng trên đỉnh kim tự tháp ấy, nhìn xuống cuộc đời và thế gian, bạn có tầm nhìn rõ ràng thực tiễn. Lúc xuống khỏi kim tự tháp, bạn trở nên sáng suốt hơn. Do sáng suốt nên cuộc sống của bạn an bình, dễ dàng. Và nỗi khổ duy nhất bạn trải qua là từ mũi tên cơ thể.
Bản chất của trí huệ là mang lại cho bạn cuộc sống an lạc. Mọi người có đủ kiểu ý tưởng về tâm ảnh, trạng thái thiền, bản chất sự tồn tại, bốn chân lý cao quý hay lý duyên khởi. Dù thông thường không hiểu mình đang nói về điều gì, họ vẫn tiếp tục suy đoán. Nhưng Đức Phật nói, Ngài chỉ dạy về khổ và sự diệt khổ, trích Tương Ưng Bộ Kinh, và đó thực sự là tất cả những gì chúng ta cần tập trung vào. Làm như vậy, chúng ta đang tập trung vào con đường tới an bình và hạnh phúc. Con đường đó chính là học cách rời bỏ thế gian bằng cách leo lên kim tự tháp trong tâm, kim tự tháp của thiền định. Công cuộc leo lên kim tự tháp ấy cho bạn khả năng biết các đặc tính của trí huệ, hay nói cách khác, biết về sự cân bằng, hòa nhã, hạnh phúc và an bình của con đường trung đạo. Thấy được bức tranh toàn cảnh, bạn thành người tự do, và dấu hiệu của tự do là một cuộc sống an lạc. Chắc chắn bạn vẫn còn những vấn đề về cơ thể, nhưng cả một đống khổ hay mũi tên tâm trí đã được gỡ bỏ. Con đường trung đạo tốt đẹp. Chúng ta đều có khổ về thân và tâm. Dù đôi lúc có cố giảm thiểu khổ ải về thân theo cách này hay cách khác, chúng ta nhận ra nỗi khổ ấy chẳng qua là một phần của việc có thân, một phần của việc sống trong thế gian. Thế mọi người làm những điều ngu ngốc cũng là một phần của cuộc sống. Khi biết rằng đó là bản chất của thế gian và mình chẳng thể làm gì nhiều, bạn sẽ mỉm cười và buông bỏ. Cũng vậy, dù chẳng thể làm gì nhiều cho khổ ải của người khác, bạn có thể rút mũi tên tâm trí, học cách an định. Rồi bạn sẽ biết con đường duy nhất khiến khổ diệt trừ là thông qua giải thoát, không bao giờ tái sinh trở lại nữa. Cuối cùng, đó là điều duy nhất bạn có thể mong cầu. Và quả thực, mong cầu niết bàn cho bản thân và người khác là hình thức cao nhất của tâm từ. Kinh Châu Báu dạy rằng, Đức Phật đặt niết bàn vì lợi lạc của mọi chúng sinh. Trích Kinh Tập kệ 233. Nói cách khác, món quà tốt nhất bạn có thể trao cho người khác là chính bản thân bạn trở nên giác ngộ. Nếu bạn khao khát đạt được vị tha đích thực, đó là điều bạn nên tập trung vào. Nếu không giác ngộ, bạn sẽ không thực sự biết mình đang làm gì. Chỉ khi leo lên kim tự tháp trong tâm gọi là thiền định và lên tới đỉnh, bạn mới biết các vấn đề của cuộc sống được vượt qua như thế nào. Chính khi bạn vượt lên thế gian, thấy được bức tranh lớn hơn, hay cũng gọi là tầm nhìn của mắt đại bàn, tầm nhìn của bậc giác ngộ, bạn mới hiểu mọi thứ vận hành ra sao. Khi đã hiểu, bạn thành người nhập lưu, bạn kinh ngạc sao mình lại có thể bỏ lỡ nó trong tất cả những năm ấy. Bạn đã có trí huệ thấu tỏ những gì tạo ra sự an bình và hạnh phúc. Một trí tuệ không nhắm tới sự hoàn hảo, không bao giờ đòi hỏi những gì cuộc đời không thể cho. Do sự sáng tỏ của nó, trí huệ ấy có khả năng tiêu trừ khổ. Hãy nhớ rằng, khổ tức là đòi hỏi cuộc đời thứ gì đó mà nó không thể cho bạn. Vậy, hãy leo lên kim tự tháp và nhìn xuống. Ẩn dụ đơn giản này có thể giúp bạn hiểu cảm giác mà thiền đích thực mang lại, hương vị của trí huệ và giác ngộ, và làm thế nào bạn đạt được những điều ấy. Khi đã hiểu, bạn thấy được ý nghĩa của Đạo Phật, ý nghĩa của những giáo pháp đơn giản như giới, định, tuệ. Một khi đạt được đại trí huệ, bạn có thể yên ổn dù chuyện gì xảy ra với cơ thể mình. Bạn vẫn chăm sóc nó, nhưng không thái quá vì biết bản chất của nó. Bạn tu tập con đường trung đạo đẹp đẽ. Người đi trên trung đạo là người dần dần biến mất. Chỉ khi hiện hữu ở trung đạo, bạn mới có thể biến mất. Nếu thái quá theo bất kỳ hướng nào, quá cao hoặc quá thấp, bạn đều nổi bật. Vậy nên, việc của bạn là làm mình biến mất khỏi thế gian đau khổ này.